Xin chào tất cả anh em, hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tựa game Ngự Thần Sư VTC. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em tất cả các gift code dành cho tân thủ mới nhất và các gift code còn hạn sử dụng cho anh em, và hướng dẫn cho anh em nào chưa biết cách nhập gift code. Nhưng mà trước hết thì mình sẽ sơ lược một chút về game này. Thì game Ngự Thần Sư VTC thì cái tên nhà phát hành cũng đã gắn liền với tên game là VTC. Thì game này do VTC Mobile phát hành. Thì Ngự Thần Sư sẽ có cốt truyện xoay quanh cuộc chiến giữa những người từ gian diệt quỷ, giữa những người của các là các Ngự Thần Sư gồm Vũ Trúc, Thần Lực, Kim Hào, Ánh Vũ. Đó là các tên của các class là khi vào game mình sẽ được chọn, cùng với cái ác đến từ quỷ tộc với Momo xâm chiếm nhân gian. Thì thể loại game nhập vai thì hiện nay thì trên thị trường game Việt Nam thì vốn cũng không còn gì xa lạ nữa, nhưng mà với Ngự Thần Sư thì khác thì lại vô cùng đặc biệt. Hiện tại thì game này mang đậm phong cách Nhật Bản, nhưng khá là quen thuộc. Nếu anh em nào là fan của Âm Dương Sư của Gaiana thì anh em không thể bỏ qua được cái tựa game này. Kỹ năng chiến đấu và các tuyệt kỹ hàng yêu là những kỹ điểm phải trải nghiệm và bất ngờ, sẽ làm cho em bất ngờ. Theo đó thì anh em cần phải thực hiện liên tục các nhiệm vụ để cài cuốc lên cấp, để không bị bỏ lại phía sau. Hình như là ta gây quả rồi, không hay. Thì tựa game này hiện tại thì đứng thứ hai, thì không ai dám đứng thứ một, chỉ sau là tựa game Âm Dương Sư. Nhưng mà tiếc là tựa game Âm Dương Sư nó lại đóng cửa ở Việt Nam rồi, nên là khá là tiếc. Nên là em có thể chơi Ngự Thần Sư để thay thế nhé. Thì bên cạnh các hoạt động quen thuộc như là tăng trưởng nhân vật, tham gia ban hội chiến boss, thì anh em còn được trải nghiệm các hoạt động mới song song như là viễn chinh, hải chiến hay là câu cá, đảm bảo sẽ đáp ứng nhu cầu giải trí đến cạnh tranh với người chơi khác cho anh em. Ngự Thần Sư VTC sở hữu đồ họa 3D mà thôi, cực kỳ đẹp mắt và đậm chất chiến nghệ thuật, đặc biệt với tính năng phi vũ là tính năng khinh không đó anh em, được kết hợp cùng với đồ họa 3D xoay 360 độ. Nó như thế và có thể zoom cực nét, không to thu nhỏ tùy ý đến từng chi tiết, sẽ tạo nên những hiệu ứng ảo diệu thu hút mọi ánh nhìn cho anh em. Thì ở tựa game này em sẽ được phép tự chiến đấu với cái ác và các loài ma quỷ mà không phải phụ thuộc vào cơ chế đấu tướng như là ở các sản phẩm game khác. Điều này sẽ giúp cho anh em sáng tạo ra những cách chiến đấu riêng của bản thân và nâng cao trải nghiệm tựa game này. Ok, thì giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhập gift code và chia sẻ cho anh em các cái gift code mới nhất. Thì tổng cộng gồm có là 7 gift code mới mà mình sẽ muốn chia sẻ cho anh em. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng nhập gift, mình sẽ hướng dẫn anh em nhập gift code nhé. Thì đầu tiên để nhập gift code em cần đạt level 35. Sau đó anh em nhấn vào phúc lợi, nhấn vào chân phẩm và tiến hành nhập gift code. Ok, gift code thứ nhất như sau, anh em lưu ý là huyết hoa toàn bộ nhé. Gift code như sau: VTC vẫn bước. Sau đó anh em nhấn vào nhận thưởng. Nó để nhận quà thành công, em đợi chút là sẽ có nguyên một hàng quà dài nó hiện ra đây. Đá công lệnh minh văn dân. Thì đó là gift code mới. Gift code thứ hai như sau: Ngự Thần Sư. Đó nha, nhấn vào nhận thưởng. Thì gift code này là gift code cũ còn hạn sử dụng mà mình muốn chia sẻ cho anh em. Gift code thứ ba như sau: Thật Thần. Đó nha, nhấn vào nhận thưởng. Thì đây cũng là gift code cũ mà mình muốn chia sẻ cho anh em nào chưa biết. Gift code thứ tư là Thần Sư. Ôi, trời ơi, mình để dấu delete lộn. Thần Sư. Đây là gift code cũ còn hạn sử dụng, mình muốn chia sẻ cho anh em. Gift code thứ 5 như sau:
vậy giới cho nó nhắn là nhận thưởng. Thì đây cũng là gift code cũ cả hàng sử dụng mà mình muốn chia sẻ cho anh em. Gift code thứ sáu âm dương, thì đây cũng là gift code cũ nha anh em mà mình sẽ chia sẻ cho anh em là chưa biết. Nó nhận được đá tăng yến linh. Gift code cuối cùng, gift code thứ bảy triệu hồi, thì đây là gift code mới. Em nào biết rồi cũng được gạch đá mình nha. Thì mình đã chia sẻ cho anh em tổng cộng là 7 gift code cho tân thủ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào cái túi đồ. Đâu rồi? Vào cái túi đồ để sử dụng nhé. Đây là mở rộng túi, mình sẽ sử dụng mở rộng túi, sẽ dùng toàn bộ luôn. Hai cái này là cái gì đây? Cái khóa càn quét, ninh hoa, đo từng chiến, danh hiệu mãi bên nhau bận nhớ. Mình sẽ dùng cái danh hiệu đó, cái danh hiệu để mình vô avatar, mình vô danh hiệu mình thay mới được. Đây mãi bên nhau bận nhớ, mình sẽ mang. À, vào tối rồi còn cái vàng vàng này là hẻ người tốt, có thể hàng yêu này có kỳ duyên. Ôi ly vào 200 mấy mới được dùng, buồn ghê vậy. Ok giờ chúng ta sẽ cùng vào nhiệm vụ kế tiếp. Thì anh em hãy thấy lúc đầu là mình lây vào 50 mấy rồi, nhưng mà giờ mình còn có lây vào 3 mấy thôi, tại hay là nãy á, là tại nó bị lỗi nên là mình chơi lại để nhập code cho anh em nè. Còn cái clip nãy mình chơi là lúc chưa bị lỗi, nhưng mà tới khúc gặp code thì nó lại bị lag, mình không có quay được cái khúc nhập code nên là mình thôi chơi lại em, buồn dễ sợ rồi, buồn nhà phát hành luôn. Giờ mình Dừng đi dừng dừng Mèo nhận mèo VIP à, dẫn cho em bạn theo cái tới. VIP Em sẽ giúp chủ 10 nhân nhập phút vào trở lên mới VIP sở hữu 1 những VIP đây. có thể tận hưởng nhiều đặc quyền riêng. Hãy bắt đầu trải Ôi nghiệm ngay thôi VIP nào. 6 phải nhập. Ok, thì như vậy là đã xong. Chúc anh em chơi game vui vẻ. Cảm ơn em đã xem video. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo. Bye bye anh em.